Sám Phật Tứ Tại Gia, quý thầy Phật Tứ Tại Gia, nam xưng Bà Tắc, nữ là Bà Di. Dốc lòng tín quy Tam Bảo, chí thành theo chính đạo, từ bi tham lam hờn giận ngu si, ba thứ độc mây tranh đi chớ gần. Giữ tròn vẹn nghiêu nhân sao trước, để bao đền công đức tư ân, cha mẹ muôn phần trọng đời, ơn nước nhà rộng rãi bao la, ơn quần chúng giúp đỡ ta, ơn thầy ơn bạn đều là cạo sâu. Trong gia đình cùng nhau thực hiện, cha mẹ hiền con cháu hiếu trung, anh em thân thích vợ chồng, như nước vơi sữa vui chung thuận hòa, tự nghĩ cùng là lời nói, việc làm nên xét lại hai ba. Những điều độc ác phải xa, chuyên tu phúc tuệ đây mà đồ thân, bao điều hay ân cần khuyên nhủ cho mọi người theo đó cùng tu. Mong sao khâm cả hoàn cầu, không còn người ác chẳng đâu lo phiền, khỏi nghe tiếng kêu rên thảm khóc, hết hẳn người than khóc đau thương. Tội kia phúc nó đôi đường, dở hay tốt xấu như gương soi mình, hơi trong thấy tâm mình tự rõ, đau khổ thì nhăn nhó hiện ra. Khi vui vẻ lúc an hòa, mặt như hoa nở trăng đã tròn xuê, nhân đã tạo quá kia tất kết, tự tâm mình suy xét hiểu ngay. Dở hay hay dở, dở hay dở hay bao cũng tâm này mà ra, muốn khỏi tội phải xa lắm ác, cầu phúc cần bồi đắp thiền căn. Muốn ăn quá phải trồng nhân, nhân ngày nào quá chẳng phần nào sai, người sinh ở đời này hưởng thù phúc tội mình gây đủ từ xưa. Mỗi người mỗi cảnh khác xa, nhìn xem nét mặt đúng là không sai, suy gầm khắp đông tây kim cổ, không người nào giống cả như nhau. Chính vì ngay lúc ban đầu không ai nghĩ đúng như nhau, một chiều gây thiên ác mọi điều không giống, hương thụ nay thành cũng khác nhau. Người không suy trước nghĩ sao, qua trăm năm dễ tìm đâu ra mình, bao của cải cũng đành vứt bỏ, bao người thân còn có ai nhìn, riêng mình theo giới nghiệp duyên, giàu sinh ra tử trong miền trầm luân, nay may đã được gần Phật Pháp. Quỷ rồi cần phát tâm tu, tháng ngày cố gắng công phu, mở mang phúc tuệ sao cho vẹn toàn, suốt đời đời cần chuyên ra sức. Dốc lòng thành tích đức tu nhân, làm ăn chân chánh chính kiến.